Mến chào quý vị khán giả đã đến với kênh tin mới của chúng tôi. Kênh của chúng tôi sẽ luôn luôn cập nhật những thông tin mới nhất trong nước và quốc tế. Ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 11 tháng 7 năm 2023. Các bạn thân mến, chỉ với một cơn bão mới lướt nhẹ qua Trung Quốc vào tối qua đã khiến người dân các tỉnh miền Trung của nước này không thể chợp mắt bởi tiếng gầm thét liên hồi càng lúc càng mạnh của gió và mưa nặng hạt. Nhiều người bị thương khi ra sức chẳng chống lại nhà cửa, khiến nhiều khu vực giáp với biển tiếp tục xảy ra tình trạng sạt lở xâm nhập sâu vào đất liền từ 5 đến 10 mét kéo dài hơn 30 km. Nhiều tuyến kè dọc biển sạt lở nặng, một đoạn bờ biển thuộc tỉnh Chiết Giang dài khoảng 500 mét bị đánh vỡ. Một tờ báo địa phương cho biết cơn bão này không vào đất liền nhưng gây thiệt hại rất nặng nề. Gió bắt đầu thổi từ khoảng 2-3 giờ tối ngày 10 tháng 7, nhưng từ 2 giờ rạng sáng ngày 11 tháng 7 thì cường độ mạnh hơn và kéo dài đến 6 giờ sáng. Đặc biệt tại thị trấn Túc Thiên của tỉnh Giang Tô, khá gần tâm bão nên bị tác động mạnh nhất. Dù những tàu cá nơi đây đưa tàu đến neo đậu, nhưng bão đã làm ít nhất 16 tàu cá bị chìm. Nhiều tàu khác khi neo đậu bị đứt dây, sóng và gió lớn đẩy chúng lao thẳng vào bờ đâm vào những công trình xây dựng ở đó. Đến sáng ngày 11 tháng 7, khi bão vừa tan, nhiều người dân rời các điểm tránh trú để về nhà với khuôn mặt phờ phạc, ánh mắt lộ vẻ lo lắng vì chưa biết tình cảnh của mình ra sao. Theo thống kê ban đầu, thì hơn 1.500 căn nhà bị tốc máy, 117 trụ điện nghiêng đổ và hàng loạt cây xanh bật gốc. Cũng trong đêm ngày 10 tháng 7, có hơn 260.000 người đã phải xuống hầm tránh trú sau những trận mưa xối xả liên tiếp tại khu vực tỉnh Hồ Nam, Giang Tây. Văn phòng giảm nhẹ thiên tai và phòng chống lũ lụt ở tỉnh Hồ Nam cho biết, mưa lũ đã khiến cho mực nước sông Tương và sông Tư dâng cao do lượng mưa lớn trong nhiều ngày qua. Cùng với việc xả lũ từ hồ chứa thượng nguồn khoảng 1 giờ sáng 11 tháng 7 theo giờ địa phương, tại một nhánh nhỏ của sông Tư đã bị vỡ đoạn đê dài khoảng 20 mét. Ngành chức năng địa phương đang điều chỉnh chậm lại việc xả lũ để tạo điều kiện cho người dân vùng lũ lụt đi sơ tán. Cũng trong tối qua, nhiều người dân địa phương tích cực sử dụng các bao cát để gia cố đoạn đê bị vỡ. Hơn 1.500 binh sĩ cũng được triển khai tới hỗ trợ người dân. Mưa bão ảnh hưởng trên diện rộng tại tỉnh Hà Nam, nhiều tuyến đường bị ngập lụt, hệ thống cung cấp điện tại một số nơi bị gián đoạn. Ngoài ra thì lụt còn ảnh hưởng đến các tỉnh khác như Giang Tây và Hồ Bắc. Cơ quan giảm nhẹ hạn hán và kiểm soát lũ sông Dương Tử đã đưa ra phản ứng cấp độ 2 vào tối ngày 10 tháng 7 nhằm đối phó với tình hình của lũ ngày càng nghiêm trọng. Dự báo chiều cường sẽ đạt đỉnh từ ngày 11 tháng 7 đến hết 4 ngày tiếp theo. Mực nước cao nhất tại Chiết Giang có thể đạt 7,35m vào chiều tối nay và rạng sáng ngày mai. Ngoài ra, mưa không ngớt, đập lớn nhất thế giới oàn mình chịu sức ép. Tối qua, mưa lớn đã tấn công các huyện Kiến Thủy thuộc Châu Tự Trị Dân Tộc Thổ Gia Miên Ân Thi ở tỉnh Hồ Bắc miền Trung Trung Quốc. Theo tin từ CTN, lượng mưa tại Kiến Thủy được ghi nhận lên tới gần 180mm, gây lũ lớn đột ngột. Còn theo tờ AFP, Cơ quan Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo nhiều nơi trên đất nước sẽ tiếp tục hứng chịu mưa lớn trong những ngày tiếp theo. Nước sông dâng cao phá hủy nhiều làng mạc, phố xá và ruộng vườn. Cụ thể, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết một số nơi ở những vùng này sẽ chứng kiến lượng mưa lên tới 170mm trên giờ đi kèm sấm sét và gió mạnh. Hậu quả của việc mưa lớn không dứt sẽ khiến lũ lụt đã xảy ra dọc sông Trường Giang và các con sông lớn khác. Thiên tai tồi tệ này sẽ khiến cho 20 triệu người phải rời bỏ nhà cửa và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của hàng triệu người khác. Nhiều đài truyền hình, tờ báo đăng tin như CCTV, Tân Hoa Xã và CVTN còn đăng tải các video miêu tả hiện trường khốc liệt do mưa lũ để lại. Video cho thấy nhiều ô tô trên đường phố bị ngập sâu trong nước lũ hoặc bị nước lũ nhấn chìm, cuốn phăng. Mưa lớn cùng lưu lượng nước nhiều đã khiến con đập Tam Hiệp gặp sức ép lớn. Tính đến 3 giờ sáng nay, hồ chứa Tam Hiệp ghi nhận dòng chảy tối đa là 50.000 mét khối trên giây và dự kiến sẽ lên tới 60.000 mét khối trên giây trong đêm. Cụ thể, Ủy ban Thủy lợi sông Trường Giang, cơ quan phụ trách theo dõi lũ lụt ở lưu vực sông cũng đưa ra cảnh báo về mực nước sông lên nhanh ở thượng nguồn và tại hồ chứa Tam Hiệp. Con đập này là công trình 37 tỷ đô la Mỹ chắn ngang con sông dài nhất châu Á, được xây dựng chủ yếu phục vụ mục đích tạo ra điện năng, nhưng chính phủ Trung Quốc cũng từng tuyên bố nó có vai trò trong việc kiểm soát giảm thiểu thiệt hại do lũ gây ra. Về mức độ thiệt hại, thông tin mới cập nhật từ Tân Hoa Xã cho biết kể từ tháng 5, lũ lụt đã ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của 24 triệu người tại 24 tỉnh của Trung Quốc. Tổng cộng có 300 người được báo cáo là mất tích hoặc đã chết và 2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, thiệt hại kinh tế ước tính lên tới 64,4 tỷ nhân dân tệ, khoảng 9 tỷ đô la Mỹ. Về tình hình lũ lụt của Trung Quốc, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị ở những bản tin tiếp theo. Các bạn thân mến, theo tin mới nhất,
Vào sáng ngày 11 tháng 7, cơn bão số 4 đã đổ bộ vào các khu vực ven biển Đông Cảng Liêu Ninh. Theo báo cáo, đây là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào khu vực Đông Bắc Trung Quốc kể từ năm 1949. Đài quan sát khí tượng Trung Quốc đã ban hành cảnh báo bão màu đỏ vào ngày 10 tháng 7. Đây cũng là mức cảnh báo cao nhất, sức gió lớn gần tâm bão đạt cấp 15, khoảng 58 m/giây. Theo các phương tiện truyền thông địa phương của Liêu Ninh, vào sáng ngày hôm nay, thành phố này đã cho đóng cửa các trường học, danh lam thắng cảnh, cục đường sắt Thẩm Dương đã tạm dừng hoạt động 108 chuyến tàu khách. Hiện các vụ thu hoạch như ngô, đậu tương, lúa ở vùng Đông Bắc đã gần chín, cơn bão số 4 đã gây thiệt hại rất lớn cho nông nghiệp địa phương. Đại Liên bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cơn bão vào ngày hôm qua. Ba cảnh báo đỏ đã được đưa ra liên tiếp và các hoạt động bình thường của thành phố đều đã phải tạm dừng lại. Theo báo cáo, đã có mưa lớn từ 200 đến 250mm ở các khu vực miền Trung và Đông Hắc Long Giang, hầu hết Cát Lâm, Đông Liêu Ninh và Đông Nam Nội Mông. Đài dự báo Đại dương Quốc gia của Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo sóng màu da cam. Từ trưa ngày 10 tháng 7 đến trưa ngày 11 tháng 7, một cơn sóng khổng lồ cao 8 đến 12m sẽ xuất hiện ở Hoàng Hải và một cơn sóng cao từ 4 đến 6m sẽ xuất hiện ở khu vực phía Bắc của Biển Hoa Đông. Đoạn video được cư dân mạng đăng tải cho thấy bão số 4 đổ bộ vào Liêu Ninh với sức công phá đáng kinh ngạc và là cơn bão mạnh nhất ở Đông Bắc Trung Quốc trong 73 năm qua. Gió mạnh cuốn theo mưa lớn khiến các thành phố ven biển và vùng nông thôn phải kích hoạt chế độ quan sát biển lập tức ở khắp nơi. Cơn bão đã tấn công doanh khẩu Liêu Ninh và gây ra một cơn lốc xoáy, các tòa nhà và vật thể bị phá hủy bởi gió giật tung lên trời. Trước đó, theo thông tin từ trang web thời tiết của Trung Quốc, Đài quan sát khí tượng Trung ương đã phát đi cảnh báo mưa bão màu vàng vào lúc 6 giờ sáng ngày hôm kia. Khoảng 5 giờ sáng ngày 10 tháng 7, tâm bão số 4 ở vào vùng biển phía bắc Biển Hoa Đông, Đông Hải, cách biên giới Trung Quốc và Triều Tiên khoảng 1.220 km về phía nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 13, khoảng 40 m/giây. Áp suất không khí thấp nhất vùng gần tâm bão là 960 HPA. Bán kính gió mạnh cấp 10, khoảng 110 km và bán kính gió mạnh cấp 12 và khoảng 70 km tính từ tâm bão. Dự báo bão sẽ di chuyển theo hướng bắc với tốc độ 10 km/giờ, cường độ tiếp tục gia tăng, cấp bão mạnh nhất có thể lên tới 45 đến 50 m/giây, giật cấp 14 đến cấp 15. Bão sẽ di chuyển vào khu vực phía nam biển Hoàng Hải, tiếp cận khu vực tây bắc bán đảo Triều Tiên và duyên hải bán đảo Sơn Đông. Theo dự tính, bão sẽ đổ bộ vào khu vực từ phía tây bắc Triều Tiên đến khu đông tỉnh Liêu Ninh vào sáng ngày mai. Có thông tin cho rằng bão đổ bộ vào phía bắc thường sẽ xảy ra thảm họa hơn do ở miền bắc Trung Quốc chưa có kinh nghiệm phòng chống bão. Và bão di chuyển theo hướng bắc khi gặp không khí lạnh sẽ xuất hiện mưa lớn rất hiếm thấy. Bão thường đổ bộ vào Liêu Ninh chậm nhất vào tháng 8. Theo báo cáo, đã có 9 cơn bão đổ bộ vào Liêu Ninh kể từ năm 1949. Tuy nhiên, chỉ có duy nhất cơn bão năm 2021 là đổ bộ trực tiếp vào Liêu Ninh. Nếu như cơn bão số 4 cũng trực tiếp đổ bộ vào Liêu Ninh, thì cơn bão này năm 2022 sẽ trở thành cơn bão mạnh nhất trong 74 năm. Tài khoản Weibo người yêu thích khí hậu Trung Quốc đã phân tích liệu cơn bão này có thể trở thành cơn bão mạnh nhất ở Liêu Ninh hay không. Chúng ta cần chú ý xem đổ bộ vào Triều Tiên trước hay đổ bộ thẳng Liêu Ninh. Nếu bão đổ bộ vào Triều Tiên trước, sức mạnh của bão sẽ bị suy yếu bởi những ngọn núi của Triều Tiên. Nếu trực tiếp đổ bộ vào Liêu Ninh, thì cường độ của cơn bão sẽ có thể phá vỡ kỷ lục. Ngoài ra, từ 8 giờ ngày hôm qua đến 8 giờ ngày mai, vùng biển phía Bắc Đông Hải và phía Nam Hoàng Hải có gió giật cấp 8 đến cấp 11. Vùng biển lân cận nơi bão đi qua, sức gió có thể đạt cấp 12, cấp 15, cấp 16, cấp 17. Theo dự tính, 3 ngày tới do ảnh hưởng của bão số 4 và các hệ thống đám mây xung quanh một số khu vực như Giang Tô, Sơn Đông, Đông Bắc Trung Quốc và phía Đông Nội Mông sẽ có mưa lớn đến mưa lớn cục bộ. Theo các video trực tuyến, trận mưa lớn xảy ra ở Thẩm Dương, Liêu Ninh vào ngày 10 tháng 7 đã khiến các con đường đô thị bị ngập, xe cộ chìm trong nước. Kính thưa quý vị, chỉ sau một đêm, những cơn mưa bọt trắng kỳ lạ trút xuống dữ dội tại Trung Quốc, nhiều con sông và kênh rạch thuộc tỉnh Phúc Kiến của nước này bất ngờ nổi bọt trắng cao khoảng 1 mét sau cơn mưa, khiến hàng chục tấn cá chết nổi lềnh bềnh trên sông Min đang gây quan ngại lớn. Trong khi đó, người dân tiếp xúc với mọi thứ bọt trắng sau cơn mưa vào ngày hôm qua đã phản ánh nhiều triệu chứng khác nhau. Có nhiều người cảm thấy nóng bừng ở mặt và môi, một số người miêu tả cảm giác như bị kim chích ở tay hoặc ngứa ngáy. Điều này đã làm dấy lên nỗi lo về nguy cơ sắp xảy ra một thảm họa sinh thái. Trước sức ép của người dân, các quan chức địa phương chỉ trả lời rằng điều này đang được tiến hành và phủ nhận có điều bất thường về nước trên sông, mặc dù cá chết liên tục.
ngay cả khi người dân nói rằng nước biến thành màu đen và có lớp dầu trên mặt thì chính quyền thành phố này khẳng định đã thu thập các mẫu nước và đất. Kết quả kiểm tra phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, nước mưa không gây nguy hiểm cho người dân. Người ta cho rằng nhà máy dược phẩm nằm ở thượng nguồn có trách nhiệm trước tình trạng ô nhiễm, gây ra tình trạng chết cá hàng loạt. Dẫn nguồn tin từ tờ báo Đại Lục đưa tin, từ chiều ngày 10 tháng 7, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc xuất hiện những cơn mưa bọt trắng to dữ dội, tạo ra một chiều cường khổng lồ đã đẩy toàn bộ số cá chết tới cửa sông, khiến chúng bị kẹt vào một hệ thống bơm nước rồi trôi vào hồ nước. Hàng trăm ngàn con cá được nhìn thấy chết tại sông Min từ tối ngày 10 tháng 7. Mới đầu nó được phát hiện ở một phần của sông Min Giang chảy qua thị trấn Suy Cao và Hang Tên và đạt đỉnh vào ngày 11 tháng 7. Giờ đây thật sự kinh hoàng khi người ta gần như không còn nhìn thấy sông Min bởi nó đã bị phủ dày đặc bởi lớp cá chết. Người dân quan ngại về tình trạng ô nhiễm gây ra hiện tượng này, nhưng chính quyền địa phương lại cho rằng sự việc xảy ra do sự thay đổi độ mặn trong nước hồ. Tuy nhiên, đồng thời, Chi cục Nghề cá Trung Quốc đang dẫn đầu một nhóm điều tra sẽ sớm phát hành một báo cáo điều tra. Theo phát ngôn viên chính quyền quận cho biết, chúng tôi đã đến khu vực được thông báo có tình trạng nổi bọt trắng sau mưa, thu thập các mẫu nước và đất. Kết quả kiểm tra phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, nước mưa không gây nguy hiểm cho người dân. China Daily dẫn lời ông Bao Zilin, kỹ sư trưởng Cục Bảo vệ Môi trường phát biểu trong cuộc họp báo ngày hôm nay. Theo đó, các mẫu đất có nồng độ cyanua là 0,33mg trên 1kg, trong khi mức độ cyanua được phát hiện trong nước và mẫu bọt trắng là 0,130mg trên 1kg. Tất cả các con số này đều ở mức bình thường. Có nhiều nguồn tin khác nhau về số lượng cá chết, trong khi Xinhua khẳng định có hơn 9.000 con, thì Đài Phát thanh Quốc gia Trung Quốc lại nói hàng chục triệu cá chết. Những hình ảnh của tình trạng cá chết là dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế của khu vực, nơi có rất nhiều trang trại nuôi cá. Quận Suchen cách khoảng 100km từ Phúc Châu là nơi sản xuất cá chép lớn nhất và cung cấp 125 tấn cá cho thị trường mỗi ngày. AC News đưa tin Jiang San, một quan chức thuộc quận Foten cho biết, ngành thủy sản địa phương và các cơ quan bảo vệ môi trường đang tiến hành điều tra và phân tích nước. Chúng tôi đang huy động người, tàu và các loại xe xúc cá chết và chúng tôi sẽ chôn sâu dưới những ngọn đồi gần đó với vôi để phòng ngừa chúng làm tổn hại đến môi trường. China Daily đưa tin, người ta cho rằng nhà máy dược phẩm nằm ở thượng nguồn có trách nhiệm trước tình trạng ô nhiễm, gây ra tình trạng cá chết hàng loạt. Tuy nhiên, chính quyền chỉ trả lời rằng không có bất thường nào được ghi nhận. Nhiều người dân đã nói rằng họ đã lâm vào cảnh nợ nần khi xây dựng các trang trại nuôi cá và giờ kế sinh nhai của họ đã bị mất đi. Nhiều gia đình cho biết sẽ chuyển đi nơi khác vì sự cố nước sông ô nhiễm và nước uống bị nhiễm bệnh tái diễn. Được biết, vào đầu tháng 1, hàng chục tấn cá chết bất thường sạt vào bờ hồ ở thành phố Hải Khẩu ở miền Nam Trung Quốc. Khu vực này cũng là một nơi 1 triệu con cá chết trắng vào đầu tháng 10 năm ngoái. Các quan chức địa phương đổ lỗi cho tình trạng nước lũ đục ngầu mang theo nhiều hóa chất khiến cá chết hàng loạt. Tuy nhiên, những người chỉ trích cho rằng việc quản lý nguồn nước yếu kém cũng góp phần gây ra tình trạng nói trên. Vừa rồi là những thông tin cuối trong bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!